gần tới giữa năm 2020 rồi, cách đây khoảng độ khoảng 2 năm hoặc 1-2 năm gì đấy, thì việc lựa chọn cho bản thân một mẫu laptop rơi khoảng độ hơn 20 triệu, 30 triệu thì lúc ấy đương nhiên là vẫn có rồi. Tuy nhiên thì với 30 triệu ngày xưa ấy thì nó chỉ dừng lại đa số ở mức kiểu Core i5 thôi, nó không có một cái cấu hình nào đó mà nó cao hơn để có thể chơi được nhiều cái tựa game. Tuy nhiên bây giờ câu chuyện đã khác rồi. Ở đây mình đã có một mẫu laptop đến từ MSI, đến từ nhà rầm lộn GF63, và mức giá của sản phẩm nó chỉ loanh quanh mức 26 hoặc là 27 triệu thôi. Vậy thì với ngần ấy tiền bỏ ra, các bạn sẽ nhận được những gì? Đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế. Khi đây mang một hơi hướng thiết kế nó gọi là nó hơi chung chung giữa các dòng MSI, bởi vì dù sao để dòng laptop gaming các bạn không thể đòi hỏi một cái thân hình siêu mỏng được. Và ở trên phần mặt lưng này, phần trên cùng phần mặt A nó làm từ kim loại, nó hơi bám dấu mồ hôi và dấu vân tay. Đây sẽ là phần logo của MSI. Và khi mình mở cái bản lề này ra, các bạn nếu mà có định kiến về bản lề của MSI thì mình nghĩ các bạn nên bỏ cái định kiến này đi, bởi vì một điều đó chính là cái bản lề của MSI nó đã làm tốt hơn rất nhiều rồi. Thật ra nó không phải mềm mại quá mức đâu, tuy nhiên nó đã cứng cáp hơn các những phiên bản ngày xưa rất rất nhiều lần rồi. Thì mình sẽ nói về phần màn hình. Màn hình thì theo cảm quan đánh giá cá nhân của mình thì sẽ có cái hơi hướng thiết kế nó phù hợp với các dòng gaming. Hai bên cạnh viền mỏng, còn phần cạnh trên cạnh dưới nó hơi dày một chút, nó hơi dài như này. Thì cái thứ nhất nó sẽ chứa được cái phần webcam. Phần webcam nó rất cần thiết ở cái thời điểm bây giờ, bởi vì các bạn có thể dùng để họp online với các sếp hoặc là để gọi check một cái gì đó thì cũng được. Nếu như mà không webcam ấy thì phải lắp thêm một cái webcam ngoài nữa thì thực sự trải nghiệm lúc đấy nó sẽ không ok. Còn cái phần bàn phím thì sao? Đa số các phòng bàn phím của MSI đều do SteelSeries gọi là hỗ trợ để sản xuất. Tuy nhiên thì cái mẫu bàn phím trên con laptop này thì lại không được hỗ trợ bởi SteelSeries. Tuy nhiên không vì thế mà chất lượng của nó lại kém. Thì khoảng cách giữa các phím hợp lý, mỗi tội phím với cái phím shift nó hơi ngắn thì cảm giác bấm thì ở mức gọi là ok để các bạn có thể chơi game cũng như có ăn bản, bởi vì các phím có khoảng cách gọi là xa và đủ. Laptop 15,6 inch mà bàn phím chỉ là bàn phím kiểu thu gọn thôi, thế nên cách sử dụng nó hoàn toàn ok. À, nhân tiện nói về phần màn hình mà nãy mình quên mất, thì màn hình sẽ là 15,6 inch, độ phân giải là IPS, cho chất lượng hiển thị nằm ở mức gọi là khá. Các bạn hoàn toàn có thể làm đồ họa Photoshop trên mẫu laptop này đối với những bạn có nhu cầu từ cơ bản cho tới tầm trung. Còn việc làm những cái kiểu là làm hình ảnh mà nó kiểu nó yêu cầu một cái try hard hơn thì mình nghĩ lên mua thêm một cái mẫu màn hình rời nữa. Thì dù sao đây cũng là một mẫu laptop hướng tới các nhu cầu, đó chính là gaming. Rồi thì nhân tiện nói về cái phần gaming thì chúng ta phải đề cập tới cấu hình đúng không? Các bạn thử đoán đi, với cái tầm tiền thì rơi khoảng 26 triệu, các bạn sẽ nghĩ ui 26 triệu chắc là i5 xong 1650 thôi, chắc chỉ gần vậy. Tuy nhiên thì cấu hình của mẫu laptop này nó sẽ khác một chút. Cấu hình mình phiên bản mình đang có ở đây này, nó sử dụng đó chính là CPU Core i7-10750H. Nghe nó kiểu là nó hơi dài một chút. Thì đây là mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng, nhịp cũng rất cao. Và các đầu bạn, các đầu bạn đây là các bạn, nếu mà mình phải nói trước thì không ông nào bảo tôi nói sai. Đây là phiên bản các đầu bạn 1650 Ti nhá, không phải 1650 Super trên laptop. Đó chính là 1650 Ti. Và hiệu năng nó sẽ nhỉnh hơn 12% khi so với phiên bản 1650 trên laptop bình thường khác. Thì với 12% kiểu khả năng gaming cải thiện thì mình nghĩ nó sẽ chơi được nhiều các tựa game hơn, và lượng FPS mang lại nó cũng sẽ cao hơn. Và khi nói về một mẫu laptop gaming thì các bạn thường quan tâm tới cấu hình là một chuyện, nhưng một cái vấn đề các bạn quan tâm tới nữa đó chính là về phần nhiệt độ. Thì cái mẫu laptop này cấu hình nó được trang bị rất cao rồi, màn hình cũng khá ok. Còn hệ thống tản nhiệt thì nó sẽ được trang bị tổng cộng là 3 ống đồng với một ống dành cho CPU. Và thật ra thì 3 ống đồng nhưng mà nó vẫn nối với GPU mà, nên gọi là 3 ống dành cho GPU. Thì với cái hệ thống tản nhiệt như này thì so với tầm giá của nó, vì cấu hình nó cao rồi, thế nên các bạn sẽ phải chấp nhận một điều, đó chính là độ hồ nó hơi lớn, nhưng nó vẫn sẽ có một hiệu năng trải nghiệm gaming là rất tốt. Thì thôi, mình sẽ để cái phần gọi là bảng thông số cho các bạn có thể nhìn cho nó dễ. Chứ bây giờ mình mà ngồi test hiệu năng của mẫu laptop này, có lẽ video này nó dài, mà dài thì nhiều bạn không thích xem, đúng không? Rồi, nếu như các bạn quan tâm tới các sản phẩm laptop của MSI như này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Và một bạn nào đó nếu mà đặt câu hỏi cho mình là cấu hình nó cao như này thì mức giá của nó chỉ 26 triệu thôi thì nó có đáng mua không? Thì mình trả lời là có đáng mua, bởi vì các bạn có thể mua cái mẫu laptop này về để làm những công việc mà nó yêu cầu một đòi hỏi một cấu hình đồ họa nặng hơn một chút. Thì ngoài trước kia các bạn hoàn toàn có thể làm việc ở trên mẫu laptop này, mức giá bỏ ra lại không quá lớn. Thì toàn bộ đường link mình để ngay dưới phần mô tả của video. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình trong tương lai.
hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Mình mà có tiền thì mình cũng mua đấy.